lý do, cái động lực nào, từ cái insight nào của khách hàng mà nó thôi thúc Vũ làm cái LGA này? Nó thì là theo thực sự mà nói là động lực từ bản thân. Em cũng là người Việt ấy, thì mình từ nhỏ đến lớn học tiếng Anh rất là nhiều, mình cũng muốn vì biết tiếng Anh quan trọng ấy, thì bỏ ra rất là nhiều thời gian và tiền bạc. Nhưng mà em nghĩ đa phần mọi người thì đều như em, hồi nhỏ đến lớn thì cũng đều học tiếng Anh khá là tốt, ở điểm thi lúc nào cũng cao, nhưng mãi cho tới khi mình ra nước ngoài mình đi làm việc, mình mới cảm nhận được ấy là cái khả năng nói tiếng Anh của mình không tốt bằng. Khi mình nói tự tin rất là nhiều ấy, lúc em đi học, em đi ở bên Mỹ là cái lúc mà em cảm nhận được cái điều đó lớn nhất. Tại vì giờ ở Việt Nam thì mình nghĩ tiếng Anh là một cái lợi thế, ai nói tiếng Anh thì có lợi thế hơn. Qua tới Mỹ và ở trong trường Stanford thì mình mới nhận biết là không có tiếng Anh là một cái bất lợi thế. Không ai gặp mình khen là sao tiếng Anh mình giỏi quá, mà họ sẽ khen mình ở những cái điểm khác. Nhưng mà nếu như tiếng Anh mình không tốt ấy, thì mình sẽ không cảm thấy đủ tự tin để mà mình tiếp, để mà mình tạo ra những cái cơ hội mới. Mà các bạn ở đây học MBA thì biết MBA học kiến thức là một phần rất nhỏ, nhưng mà cái một cái network ấy, cái hệ thống bạn bè của mình là một cái giá trị nó lớn hơn rất nhiều. Thì nếu như mà mình cảm thấy không tự tin giao tiếp với thầy cô, với lại các bạn ấy, thì mình sẽ mất đi một cái cơ hội rất là lớn, một cái giá trị rất là lớn trong cái việc học MBA. Thì em mới nhận ra là mình phải làm thế nào để thay đổi cái khả năng nói của mình. Thứ nhất ấy, không cần phải nói quá chuẩn như người Mỹ, giống như một diễn viên đâu. Mình chỉ cần nói ở cái mức độ nào đó mà người ta nghe, người ta hiểu mình, mà mình cảm thấy rất tự tin, thì em nghĩ mình đã thành công rồi. Thì nhưng mà tới cái giai đoạn đó thì em không có tìm được cái sản phẩm nào có thể giúp được mình, ngoại trừ có những cái giáo viên chuyên gia ngữ âm ấy. Thì những giáo viên đó thì họ lại tính tiền quá là mắc, đúng không? Bởi vì là con người mà. Thì cho nên là sau này vài năm sau khi ra trường em làm tư vấn thì em cũng lại ở bên Mỹ thì cũng lại gặp cái khó khăn như vậy. Là một người chuyên gia tư vấn ấy, thì nhất là các bạn châu Á thì rất là giỏi về toán, đúng không? Thì các bạn sẽ phải làm đảm nhận những cái công việc như là build mấy cái model ấy, phải làm cái model. Nhưng mà tới khi mà mình phải trình bày cái kết quả của mình tới thằng là Mỹ ấy, thì mình lại là tốt bằng người Mỹ. Bởi vì không phải mình không giỏi bằng, mà vì tiếng Anh mình không tốt bằng ấy, thì mình lại mất cơ hội thăng tiến khá là nhanh, và nó không công bằng ấy. Thì em cũng muốn là làm thế nào để mình đưa ra một cái công cụ mà mọi người giỏi rồi, chỉ cần nói tốt nữa thì mọi người sẽ có những cái cơ hội công bằng như vậy trong cuộc sống của mình. Thì đó là cái động cơ mà mình tụi em đưa ra cái sản phẩm. Khi bắt đầu khởi nghiệp theo ra thì có những cái challenge, có những cái thử thách, những cái khó khăn nào mà vào thời điểm mà nhiều năm trước đây khi bắt đầu, thì nhất là trong chỉ mới giai đoạn là mới có cái ý tưởng muốn làm chuyện đó mà Vũ phải đối mặt, và Vũ có thể chia sẻ với mọi người không? Dạ, em nghĩ mỗi giai đoạn sẽ có những cái khó khăn khác nhau khi mà mình xây dựng công ty ấy. Nhưng mà nếu như mà những khó khăn ngày đầu tiên thì em nghĩ có một số thứ. Thứ nhất ấy là mình phải kiếm được cộng sự cùng làm với mình, tại vì tự một mình sẽ không bao giờ làm được ấy. Thì kiếm được cộng sự từ ở đâu? Mình phải kiếm những người rất giỏi, những người chuyên gia trong lĩnh vực của họ, mà mình lại không có tiền để trả lương cho họ, đúng không? Thì mình phải kiếm được những con người cũng cùng chia sẻ cái đam mê, cùng muốn thay đổi thế giới như mình, và cùng động tác với mình. Thì cái đó là một trong những khó khăn đầu tiên, nhất là đối với em ấy, thì là nữ mà lại không biết làm công nghệ, mà mình lại muốn xây dựng công ty công nghệ trí tuệ nhân tạo. Thì cái việc đầu tiên thì mình cần phải tìm một người bạn đồng hành là người chuyên gia về trí tuệ nhân tạo. Thì nó cũng là cái chặng đường khá chông gai, em cũng mất khoảng hơn 6 tháng thì cuối cùng em tìm được người đó. Cái thứ hai em nghĩ bước đầu ấy thì mình cũng phải kiếm được tiền, tại vì nếu như không mình sử dụng tiền cá nhân của mình thì tới một nào đó nó sẽ cạn ấy, thì mình phải kiếm được tiền. Thì cái lúc đó thì làm thế nào để mà mình kiếm được những nhà đầu tư lần đầu tiên, thiên thần, người ta hay gọi thiên thần ấy. Thì cái đó, cái khó khăn đó nó cũng khá là lớn, nhưng mà cái may mắn của em thì ở trong cái môi trường mà học MBA ấy, thì nó cũng có rất là nhiều các anh chị, các bạn đi trước đã từng làm khởi nghiệp hoặc là đã từng làm đầu tư, thì mình cũng dựa vào cái network của mình. Cho nên hồi nãy em mới nói đi học MBA, cái học kiến thức nó chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng mà mình build một cái network support mình cho tất cả những cái chặng đường về sau nó lại lớn hơn rất nhiều. Thì đó là một trong những cái khó khăn ban đầu của mình, nhưng mà nó cũng may mắn là em có được cái sự hỗ trợ rất là lớn từ cái cộng đồng bạn bè trong cái thời đi học của mình ấy. Hay quá, tí anh sẽ nói về vấn đề đó, nhưng mà anh cũng vẫn muốn tò mò một tí nữa. Là ví dụ như chẳng hạn như để mời được một cái bạn chuyên gia giỏi về AI vào thời điểm đó, thì anh nghĩ cái bạn đó chắc cũng phải superstar. Và như vậy là các tập đoàn như là Google, Facebook là luôn luôn săn đón chào mời, và chắc chắn các bạn mới làm ở các công ty đó thì mới đủ cái cập nhật cũng như cái trình độ để có thể diễn đạt được cái ý tưởng của Vũ thành cái sản phẩm. Thì cái cách nào mà Vũ có thể thuyết phục được
anh nghĩ rằng đối với các bạn này tiền bạc có thể không phải là thứ mà Vũ có thể trả được, đúng không? Vậy thì dạ không. Vào thời điểm đó cái bạn đồng hành đó thì dựa vào đâu Vũ có thể thuyết phục được cái người đồng hành tuyệt vời như vậy đối với cái dự án của mình? Em nghĩ thì cuối cùng mình phải gặp đúng người vào đúng thời điểm. Đúng thời điểm nghĩa là gì? Anh phải gặp một bạn rất giỏi nhưng họ muốn nhảy ra. Có nghĩa là đối với cái bạn của em ấy, thì bạn đó đã làm nghiên cứu, làm research rất là giỏi trong khoảng hơn 7 năm. Thì bạn đó cảm thấy một cái mong muốn là làm thế nào để đưa những cái nghiên cứu của mình vào cuộc sống thực tế để tạo ra một cái ảnh hưởng rất là lớn cho cuộc sống của mình. Thì bạn đó cảm thấy là nghiên cứu nó bị hạn hẹp ở chỗ đó. Thì mình gặp bạn đó vào đúng thời điểm là bạn đó rất muốn nhảy khỏi nghiên cứu và nhảy vào trong cái đời sống thực tế của sở hữu của khởi nghiệp. Đúng không? Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái ý tưởng và cái tầm nhìn của mình ở đâu và làm cho các bạn cảm thấy là nó cũng không quá rủi ro. Tại vì thường đa phần các nhà nghiên cứu thì họ cũng rất là sợ ngại rủi ro ấy. Tại môi trường lớn như các công ty lớn Google thì nó rất là an bình ấy. Thì mình phải cho họ thấy làm thế nào để mình hạn chế được cái rủi ro. Thì cái cách mà em làm trước khi mà em gặp các bạn đó ấy, thì em đã nhờ một số, em đã bắt đầu làm nghiên cứu và đã đưa ra một cái sản phẩm thử nghiệm để mình khi mà gặp cái bạn mà đồng sáng lập của mình về chuyên gia, mình đưa ra đây là cái này là cái mình muốn làm nè, nó đã xài được tới như vậy rồi, bây giờ mình cần một chuyên gia để làm cho nó tốt hơn gấp ngàn lần. Thì bạn đó thấy là mình không biết gì về công nghệ mà mình đã làm được cái sản phẩm prototype như vậy rồi ấy. Thì bạn đó thấy mình có một cái quyết tâm rất là lớn, bạn cảm thấy bớt ngại hơn. Nếu mình gặp và mình chỉ nói là đây là có ý tưởng có muốn làm hay không, thì bạn đó cũng không biết là mình serious bao nhiêu, không biết là mình quyết tâm bao nhiêu và không biết cái khả năng của mình tới đâu ấy, thì họ sẽ hơi ngại hơn một chút xíu. Thì cái đó là cái mà em cái cách mà mình tìm. Thường thì em hay khuyên các bạn tìm người sáng lập hoặc là tìm những người mà giỏi làm cho mình ở giai đoạn đầu, thì phải tìm các bạn mà kinh tế cũng khá là ổn định, các bạn không phải chật vật về cuộc sống quá, tại vì nếu vậy thì mình sẽ không có tiền để trả cho các bạn ấy. Và các bạn phải có rất nhiều kinh nghiệm và chán các công ty lớn để mà các bạn nhảy ra tạo nên một cái ảnh hưởng cho xã hội thì nó mới đúng người để làm với mình ấy.